Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 10 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được chủ yếu là điện thoại cũ cỏ, thanh lý cho điện các bạn học sinh, sinh viên và các bạn mà lao động thấp. Hoặc là các bạn dùng một máy phụ nghe gọi rất ok, dùng một máy chơi game xem phim nghe nhạc rất ok. Thì hôm nay thì nhà mình về ít máy này. Thì các bạn nào chịu nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh mình nhá. Các bạn lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy, Triệu Phú này, TV này. Đấy, các bạn đăng ký kênh của mình là đã được là hơn 50.000 sub. Thì mình cũng cảm ơn các bạn là trong suốt thời gian qua ủng hộ bên mình. Đấy, các bạn click đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình giới thiệu với các bạn là chiếc, con này là chiếc iPhone 6 Plus, à 6S Plus nhé. Đây ạ. Con này là chiếc iPhone 6S Plus. Thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là máy 6S Plus, con này là bản 64GB nhé. Đây. Con này là 6S Plus này. 6S Plus này. Đấy, 6S Plus. Con này là iPhone 6S Plus, con này là phiên bản 64GB. Đấy, con này là vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Đấy, con này là vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Vân tay đủ wifi bình thường này. Thì con này thì là màn hình của nó thì bị một cái kẻ tí kẻ như cái sợi tóc ngang sát chỗ này thôi. Đấy, nó không vấn đề gì nhé. Rất là khó nhìn thấy này. Đấy, con này là máy tình trạng là máy iPhone BiBat các bạn nhé. Đấy, con này là iPhone BiBat. Đấy, con này là iPhone BiBat. Đấy. Con này là 6S BiBat các bạn nhá. Các bạn có thể chơi game Free Fire, chơi game các kiểu bình thường nhá. Đấy, con này thì iPhone 6S Plus BiBat này thì con này thì bên mình đang bán với giá là 1 triệu đồng nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng này, iPhone 6S Plus 64GB. Con này là BiBat, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus BiBat này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng. Rất là rẻ cho các bạn mua về xem phim, nghe nhạc hoặc các em học sinh. Ví dụ mà không dùng sim các bạn có thể là tải Zalo kiểu về gọi điện. Nói chung cũng bình thường, cam trước cam sau thì bình thường nhá. Đấy. Đấy, cũng được nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. 1 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, rất nhiều điện thoại giá rẻ cho các bạn. Đây. Thì cũng có con đây, hôm nay thì nhà mình có đây con này, con S7 này. Đấy, con S7 này thì là vỏ cũng có cũ xấu theo thời gian nhé. Đấy, đây. Mặt kính thì có hơi bị nhăn nhăn mặt trước này. Nó hơi nẻ tí đây. Và nhăn nhăn ít nhé. Đây, nói chung là cái màn thì bình thường. Đấy, màn thì bình thường. Đây, màn thì bình thường. Đấy, con này tất cả chức năng thì bình thường. Quay phim, camera, các kiểu chụp ảnh, wifi thì bình thường. Tình trạng con này thì là mỗi tình trạng là mất sóng nhé. Đấy. Con iPhone 7, à gì nhỉ? Sorry các bạn, con S7 này. Con Samsung S7 này thì là gì nhỉ? Con này là bản Mỹ nhá. Đấy, con này là bản Mỹ, RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con S7 này RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình con này là độ phân giải nó là 2K nhá. Con S7 này tình trạng là máy nó bị mất sóng. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhá. Đấy, thanh lý cái nói chung là rẻ bằng giá màn hình cho các bạn. Để các bạn về chơi game, xem phim, nghe nhạc hoặc là nghe gọi rất ok. Nghe gọi Facebook, Zalo nhá. Đấy, nghe gọi mạng, nói chung là nghe gọi mạng rất ok. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng nhé, con S7 này. Đấy. Nói chung là về các bạn đi sửa sóng cũng được nhé. Thì vì bên mình thì bên mình không sửa chữa mà. Đấy. Cái bệnh sóng này thì là sửa được nhé. Đấy, các bạn rồi nhỉ, nói chung là đi thợ cao tay thì có thể là cái sửa bệnh sóng này. Đấy. Con này thì là main này mất sóng, các bạn có thể là về sửa sóng nó mất tầm độ 200 thôi. Đấy. Các bạn là dùng sóng ok. Bên mình thì không sửa thì mình sẽ bán các bạn giá là 1 triệu luôn nhé. Đấy, rẻ bằng giá màn hình thôi. 1 triệu đồng nhé, con S7 này ạ. Đây. Và tiếp đến là con S7 này. Đấy. Con S7 này tất cả là dùng năng tính năng là dùng bình thường nhé. Màn đẹp nhé. Con này thì cũng là màn hình đẹp nhé. Con này thì cũng màn hình đẹp này. Và con này thì lại cũng dùng bình thường này. Đấy. Con này thì cũng là dùng bình thường. Đây. Tình trạng thì nó chỉ hơi bị chóc một tí đằng sau này một tí thôi. Và con này thì cũng viền viếc cũng khá là ok, rất là đẹp. Và chỗ kính này thì hơi bị chóc một tí này. Con S7 này thì cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản Hàn một SIM các bạn nhé. Con S7 này thì là bản Hàn một SIM.
Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.300.000 nhé. Đấy, con S7 này thì là 1.300.000 cho các bạn nhé. Đấy, S7 này là 1.300.000 đấy. Đấy, các bạn nào thích rẻ, ok, và các em học sinh thì mua dùng rất ok nhé. 1.300.000 cho con S7 này nhá, dùng bình thường nhé. Thì bị chóc mỗi tí đây, chóc thủy một tí đấy thôi. Và đây thôi nha các bạn nhé. Và tiếp theo là con Sony Z5. Z5 thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con Sony Z5 thì là cấu hình của nó là RAM 3GB. Đấy, con Sony Z5 à. Con Z5 này của nhà mình của nó là bản cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, Sony Z5 này thì hình thức cũng còn khá ok, cũng còn 90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 1 triệu đồng nhé. Con Sony Z5 này bên mình đang thanh lý bạn giá 1 triệu đồng, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Toàn giá xá học sinh sinh viên cho bạn. Đấy, con Z5 đấy nhá. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Nếu các bạn nào mà đã tin tưởng mình bên mình rồi ấy, thì các bạn chọn hình thức là các bạn chọn hình thức là nhận hàng chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng ạ. Và tiếp theo là con máy giá rẻ này. Con này là con Oppo A33. Đấy, Oppo A33. Thì con này thì cũng có máy còn có cũ phải theo thời gian. Con Oppo A33 này thì là 550k các bạn nhé. Đây, máy tất cả là dùng bình thường. Đấy. Con Oppo A33 này thì là 550k. Đấy. Các bạn thay một con máy đen trắng nghe gọi cũng rất là ok, làm máy phụ nhá. Oppo A33 này 550k. Ví dụ các bạn mà đi làm việc gì mà nhạy cảm ở ngoài ấy, mà không dùng được điện thoại cao cấp mà sợ mất ấy, thì các bạn mua những sản phẩm này về dùng, hoặc là tặng các ông bà bố mẹ người thân mà thích trải nghiệm máy cảm ứng chẳng hạn, cũng rất ok. Đấy. Còn Oppo A33 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 550k các bạn nhá. Những cái bọn máy cỏ này các bạn chỉ cọc trước mình là 50.000 thôi thì mình sẽ ship luôn cho bạn. Đây, và tiếp này là con Samsung Z5 2016 này. Đấy. Con này là con Samsung Z5 2016 này. Z5 2015, sorry các bạn, con này Samsung Z5 2015. Z5 2015 này. Đấy, con này thì là màn hình của nó là AMOLED rất là đẹp. Con này thì ngoại hình cũng khá là ok nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 800k nhá. Con Z5 2015 này là 800k các bạn nhá. Đấy, hai SIM hai sóng 800k nhá. Đấy, rất nhiều điện thoại giá rẻ cho các bạn. Đấy. Và tiếp theo là con này là con A10 này. Con A10 này thì nó là bản của nó là bản RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Con A10 của bọn nó là bản RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB này. Con này thì là ngoại hình rất là đẹp đấy. Con A10 này. A10 thì ngoại hình con này 90/90%, máy đẹp leng keng luôn này. Đấy, con A10 này. Con A10 này thì là màn hình của nó là hơn tràn viền. Đấy, tràn viền này này. Tai thỏ. Tràn viền này, 6 inch hơn 6 inch. Pin thì là 4000 hơn 4000 các bạn nhé. Con A10 này ạ. Đấy, con A10 này. Đấy, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Bọn này thì nó sẽ chưa có bản hàng, là không có bản hàng. Con A10 này ạ. Đấy, máy đẹp leng keng này. Con này thì bên mình đang bán mọi giá là 1.700.000. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng, máy đẹp leng keng này ạ. Bên mình đang bán là 1.700.000 con A10 này nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A10 này tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ rất ok. Đấy, tội gì các bạn phải đi mua máy mới làm gì, tự nhiên bỏ ra mấy triệu mua cái máy mới làm gì đâu. Lãng phí ra, các bạn bớt tích cóp được vài triệu để các bạn mua những thứ khác nhé. Tại vì bây giờ năm 2020 lũ lụt nào thì Covid rất là tiền nong, rất là gì nhỉ? Tiền nong rất là coi như là hạn hẹp, thì các bạn theo lời khuyên của mình, các bạn nên mua điện thoại cũ để giảm chi phí để mình có sử dụng tiền vào những việc khác. Đấy. Con này là 1.700.000 các bạn nhá. Và tiếp theo là con loại này, con Oppo A3s. Đấy, A3s này thì mình sẽ xem của nó là bản bao nhiêu ghi nhá. Con A3s này con nó bản RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình con này cũng là hơn 6 inch nhá. Đây, màn hình cũng là hơn 6 inch. Đấy. Màn hình con này cũng là hơn 6 inch này. Đấy, 6 inch hơn 6 inch, pin cũng là hơn 4000 nhá. Nhưng mà RAM của 2 của Samsung nó khác hẳn luôn. Nói thật các bạn, RAM 2 của Samsung nó khác hẳn luôn. RAM của Oppo này, Samsung nó vào từ thuốc nào rồi. Đấy, RAM 2 của Samsung cực kỳ là khác luôn.
Nói chung là Samsung, RAM của Samsung nó khác hẳn luôn các bạn nhé. RAM 2 của Oppo nó sẽ khác và RAM của Samsung cực kỳ là khác nhé. Tại vì thương hiệu nó vẫn khác. Tại vì thương hiệu là cái chip nó khác nhé. Đấy, còn Oppo này thì là ngoại hình thì cũng còn vỏ thì mặt lưng có phải theo thời gian này. Con này thì bên mình đang thanh lý mọi giá là 1.550.000. Đấy, con Oppo A3s này thì là 1.550.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là ok. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này, các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhé. Đấy, con A3s 1.550.000, pin thì hơn 4.000, dùng rất là ok. Nói chung là RAM của Samsung là khác hẳn luôn các bạn ạ. Nói chung tiền nào cũng... thứ nhất là tiền và thứ hai là công nhận là cái xử lý của Samsung rất là tốt. Thì năm 2020 thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online không? Thì các bạn nên mua hàng online, tại vì đến bản thân mình đấy được mua hàng online cực kỳ là nhiều, sướng lắm. Mua hàng online thì cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy, 1.700.000 và 1.550.000 các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì nhà mình toàn điện thoại giá rẻ thôi, thành lý cho bạn học sinh sinh viên rất là ok. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình là về là con này là con gì nhỉ? Tiền cường lực này nó cũng xấu rồi. Con này là con Oppo F7 nhé. Này, con này là con Oppo F7. Đấy, con này là Oppo F7 RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB nhé. Con Oppo F7 đấy. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì là máy đẹp còn 90/90%, máy đẹp leng keng đấy ạ. Con Oppo F7 đấy ạ. Con Oppo F7 này thì bên mình đã thanh lý bạn giá là 2.200.000 các bạn nhé. Đấy. Con Oppo F7 là 2.200.000. Cấu hình con này là RAM là gì nhỉ? Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Oppo F7 này có vân tay, nhận diện khuôn mặt các kiểu này. Chỉ với giá là 2.200.000 thôi. Màn hình cũng là hơn 6 inch các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F7 thì các bạn tham thì sớm nhất ạ. Đấy, rất là rẻ. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình sẽ thanh lý bạn với giá là học sinh sinh viên. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng là sản phẩm mình cũng nhấc máy lên liên hệ cho mình, một qua Zalo này, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu và trao đổi mua bán điện thoại cũ rồi lẻ. Nói chung là các bạn cứ qua cửa hàng mình gì giao lưu rất là vô tư ạ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.